sao? Hả? Ui dồi, sai lầm cho em ơi. Mua nick Free Fire Liên Quân tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Sĩ Kẹo nha anh em. Quay vãi cả trường dính luôn quả mìn. Đắng vãi ra anh em, đậu xanh này ok luôn. Như vậy là rất là đơn giản thì mình đã có được một kill đầu tiên luôn nha anh em. Cơ bản là bây giờ sẽ phải bơm đầy HP cái đã anh em ơi, bơm đầy máu cái đã. Lúc nãy dính ngay quả mìn ở dưới, công nhận là cay vãi cả trưởng ra luôn anh em. Với lại thì thật sự là kẹo cũng không để ý luôn, nên là mình không có check mìn trước khi lên. Chứ còn là đối với căn nhà Doraemon này, chúng nó hay gài mìn lắm anh em. Vãi cả lúa này làm sao, câu liệu với anh cơ à? Hay quá nhỉ em nhỉ, khá quá nhỉ. Chuẩn bị anh em ơi, bây giờ tôi sẽ xem như nào. Lên trên vả nó luôn anh em. Dám lao nhào với kẹo là không có được đâu nha mọi người. Chạy qua luôn, xử nó luôn. Thanh niên này, thích lao nhào với kẹo phải không? Đâu rồi em ơi, đậu xanh này làm sao? Làm sao hả? Và trong video ngày hôm nay thì kẹo sẽ dùng đua cây MP40 để leo rank kiếm top 1 luôn nha mọi người. Đó, đua cây MP40 hay còn gọi là dùng 2 cây MP40 một lúc luôn. À, mình qua cái sân này coi xem là có gì không nào. Uầy, nó là cái huy hiệu nên là chúng ta không hề lượm được luôn nha mọi người. Và đây, khi mà anh em dùng 2 cây súng bắn tầm gần như vậy thì các bạn sẽ mất lợi thế gì? Đó là anh em không có súng để bắn tầm trung và tầm xa. Thế nên là chơi game sẽ phải xem như nào tiếp cận kẻ địch một cách gần nhất luôn nha anh em. Ok luôn này, đạn dược phải nói là vô cùng là đầy đủ luôn. 2 cây MP40, thật sự là nhiều khi là mình kiếm mãi cả trận mới được một cây MP40. Bây giờ là trận này đi kiếm MP40 thì được một mớ cây MP40 luôn. Rồi ok, súng đạn sẵn sàng rồi. Quan trọng là bây giờ phải xem như nào đi kiếm người thôi phải không anh em. Hello anh em. Và ngày hôm nay là một ngày chủ nhật, không biết là anh em có ra ngoài đi chơi đâu không nhỉ? Cơ bản thì kẹo vẫn là công việc hàng ngày, vẫn chơi game làm video cho anh em xem. Tối thì lại stream anh em ạ. Ok, tối thì live stream. Rồi nha, mình sẽ qua đây. Ơ, lại là hồng sao nữa hả? Công nhận là chúng nó kill nhau nhanh thật luôn. Đấy, bây giờ thì kẹo mới chỉ có được 2 kill mà số lượng người chơi còn lại có 16 người chơi này. Xem như nào, cố gắng kiếm thật là nhiều kill phải không anh em? Hòm sắc này. Rồi ok luôn, tiếp tục lại là thêm đạn tiểu liên. Bây giờ là rất là nhiều đạn tiểu liên rồi. Hơn 200 viên đạn tiểu liên thế này đã đủ cho mình dùng trong suốt trận đấu rồi anh em. Mỗi tội là tuy máu mình có 4 túi là hơi bị ít. Lát nữa kẹo sẽ xem như nào lượm thêm luôn phải không anh em? Đấy, nó phải đồ đạc đầy đủ anh em mới tự tin chơi game đó, mới là tự tin gọi là quất chúng nó lấy top 1 được phải không nào. Rồi ok, chả hiểu sao. Và bây giờ thì vòng đầu tiên đang thu lại rồi, còn lại 14 đứa luôn. Ui, anh em kill nhau với một cái tốc độ chóng mặt luôn. Mình chỉ thấy là hiện tên bạn nọ bạn kia lên bảng điểm số suốt ngày, trong khi chẳng thấy tiếng nổ súng ở chỗ nào đâu cả. Thế mới hỏi là anh em trốn đâu cả rồi. Ơi, nhiều khi muốn kiếm người nhưng lại không kiếm được người, thế thì nó mới khoai anh em ơi, mới cay chứ đúng không? Anh em thì cay không nhở? Rồi ok, 2 quả bom keo vào lúc này. Qua đây xem nào, xem là có máu hay là bom keo không thì kẹo sẽ lượm thêm luôn nha anh em. Rồi này, ok ok, trong này chúng ta có gì? Chỉ là nòng súng mà thôi. Nhưng mà 2 cây MP40 của mình thì đều không trang bị được nòng súng này. Án đủ em ơi, đi đâu mà vội mà vàng hả em ơi, mà vấp phải đá mà quàng phải dây này vỡ đầu chưa em ơi, tuổi gì hả? Anh đã dặn chú rực mà, đi đâu thì ngó trước ngó sau nha em ơi, bây giờ xanh mộ thì buồn chưa nhỉ? Và ok, xem như nào lượm thêm 2 quả bóng keo nữa và nâng tổng số quả bóng keo mình có trong trận đấu này. Hiện tại thì mình có được 4 quả bóng keo rồi. Tầm này thì đủ chiến rồi anh em ơi, chứ còn là 2 quả thì vẫn khá là ít. Và có nhiều trận là mình xem như nào mình còn lượm tầm khoảng 10 mấy quả bóng keo cơ. Đơn giản là nhiều bóng keo thì anh em sẽ có được một cái lợi thế nó tốt hơn mà anh em. Rồi nha, comment này xem là như thế nào. Ây, chưa thấy người đâu, trong khi còn lại 12 người trận nữa cơ. Thế nên là anh em ơi, chơi game là cứ phải từ từ đấy. Từ từ thì khoai sẽ như mà gạo thì sẽ nấu chín thành cơm đấy. Thì anh em mới kiếm được người phải không nào. Ra đây coi cái nào. Hello hello. Ui, vãi trưởng, vãi trưởng. Một đứa ngay trong cái khu vực tháp đồng hồ luôn kìa.
trong khi vòng mò đang thu lại phải nói là tương đối là căng thẳng này. Mình có một keo cơ mà. Rồi ok, chuẩn bị đẩy lên ăn nó nhỉ anh em. Ăn chứ, ăn luôn nhở, sao phải ngại nhở. Mình có cả mấy quả lựu cơ mà. Ăn lựu đi em ơi, chạy đâu hả? Chạy đâu hả em ơi, chạy đâu hả em ơi. Rồi này làm sao hả? Ăn đạn nè đấy. Dùng hai cây MP40 thì kem sẽ có lợi, như là anh em bắn xong cái này anh em rút sang cây khác anh em bắn tiếp. Đó, rất là đơn giản và dễ dàng luôn. Nhưng mà mỗi tội là không có súng bắn tầm xa nên là nhiều khi là anh em sẽ có những pha gọi là xoắn quẩy. Ví dụ như là khi mà anh em tiếp cận kẻ địch thì có lẽ như là khả năng sanh mộ của anh em nó khá là cao, phải không nào? Anh em có công nhận với kẹo là khả năng sanh mộ của anh em khá là cao khi mà anh em không có súng trường không hả? Rồi ok, chỉ cầm mỗi hai cây MP như này là mình chỉ thấy là xoắn quẩy mỗi pha như thế, còn lại thì vẫn rất là nuột luôn nha anh em ơi. Nó lại còn có lợi cho anh em chơi game là đằng khác chứ còn là gì nữa hả? Ây, chả hiểu sao giọng mình tự nhiên nó hơi khàn khàn. Chắc là hôm qua livestream với anh em bình luận gắt quá nhở. Thôi kệ đi, lên trên cái con nào. Tình hình là còn lại 9 người chơi nữa mà thôi này. Từ từ anh em ơi. Đây, những các bạn fan mới mà đang xem trên kênh của Kẹo thì anh em đừng quên là hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi mà Kẹo đăng video sớm nhất nha. Cũng như là chúc anh em cuối tuần vui vẻ nha, bên người thân và gia đình. Nào, lên trên nào. 9 thằng nữa thôi mà, làm gì mà phải căng thẳng hả anh em ơi, thấy thằng nào lạ vả luôn thằng đó nào. À đủ. Giờ này lại chưa thấy ai đâu, chưa anh em ấy. Gần trưa đến nơi rồi lại chưa thấy ai nhở. Thôi chém gió tí nhở. Tình hình là anh em đã ăn cơm chưa nhở? Các bạn hãy comment ngay bên dưới video nhở. Bao nhiêu anh em ăn cơm chưa, hay là ăn cháo, hay là ăn bún, hay là anh em ra ngoài đi quẩy, hay là đi chơi đâu đó, đã về chưa nhỉ? Thôi, còn mình thì xem như nào, tập trung chơi game cái anh em, không hỏi anh em lằng nhằng nữa nhở. Và có bao nhiêu fan cứng các bạn hãy comment bên dưới video nha anh em. Ten ten 8 người chơi nữa hả? Ây da, lại gặp phải mấy gọi là thanh niên thích chơi trốn tìm rồi anh em ơi nào. Mình vừa thấy ký ở đây. À đủ, thì ra là ở chỗ này hả? Thôi xong rồi em ơi, chú chuẩn bị là sanh mộ với em rồi anh ơi. Làm sao hả? Úi dồi ôi, 4 quả lựu này. Chạy đâu hả? Anh xem chú chạy đâu nổi. Đấy, chạy làm sao được hả anh em ơi, chạy đâu mà chạy hả? À, hôm sau này như là mình thấy là quả lựu này. À đâu, quan trọng là cái bom keo anh em. Lựu thì mình không cần lắm, ok. Rồi nha, làm sao, còn một đứa ở dưới thì phải, để mình coi nào. Chỗ nào rồi em ơi? Hình như là, à, nó đang đẩy lên anh em ơi. Nó đang đẩy lên kìa, dựng luôn quả bom keo nhở. Ngại gì hả? Anh mà phải ngại chú cả. Cái đậu xanh này thanh niên tóc đỏ hả? Hay là thanh niên tóc cam thì phải là chính xác hơn anh em. Đậu xanh này làm sao? Ui, hơi căng anh em ạ. Ui, mình có liệu hình áo tí so với anh em nhá. Vãi lúa này làm sao? Nó tính công lên nó ăn mình cơ. Ăn kẹo là không dễ đâu nha bạn ơi. Thôi xong, kiểu này là kẹo có lợi chắc luôn anh em ơi. Cơ bản là bo thì nó gần mình hơn mà anh em ơi. Bo tiếp theo gần mình hơn mà. Ui, cái gì đấy? Ui, câu liệu choáng lên cơ. Chú hơi nhầm à? Chú hơi nhầm à? Chuẩn bị tâm lý lên bản điểm số đi em ơi. Lại còn đòi là câu liệu choáng để ăn anh cơ. Tuổi gì hả, làm sao? Tuổi gì? Nổ tranh cái tuổi cơ nào. Làm sao hả? Ui dồi, sai lầm cho em ơi. Cơ bản là anh chơi hai cây MP40 nên là anh xới bông keo của nó hết sức là dễ dàng luôn. Nghĩ gì hả? Gặp ngay thanh niên mà cầm hai cây MP40 cùng lúc như mình là đúng là bạn tắt điện luôn. Và bạn không còn sự lựa chọn nào khác luôn. Bom keo đã là cái gì hả? Cầm hai cây MP phải gọi là sấy phát một luôn anh em. Nhất lại còn là MP40 nữa. Rồi nha, tình hình là cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lên đến nó là 20% rồi. Qua hòm sắt này coi nào. Chúng ta có thêm được túi máu với lại thêm đạn tiểu liên rồi nhá. Tình hình là còn rất ít người chơi thôi anh em ơi. Thế nên là chơi game xem như nào, chơi game cẩn thận tí đó thì anh em rất là dễ kiếm được top 1 luôn nhá. Xem như nào chứ nhở. Thôi thì cứ lận lờ qua đây, lận lờ sương sương qua đây xem là như nào anh em nhở. Tình hình là bất thình lình. Biết đâu đấy thì bất thình lình một thằng nào đấy nó xông qua nó vả mình thì sao nhỉ anh em ấy. Nó vả lật mặt mình luôn đấy, lên bảng điểm số luôn thì hơi buồn. Thế nên là anh em ấy yên tâm đi, kẹo sẽ qua cái phía này con nào. Không biết là ở cái khu vực biệt thự này có thằng nào hay không nhở. À hình như là mình để ý rồi, nhà xe có người thì phải.
Rồi nha em ơi, bây giờ chú muốn làm sao hả? Bây giờ chú thích làm sao hả? Như ở đây. Hình như là ở đây. Ui, phải cả chỗ này vỡ đầu luôn. Thế cho nó nhanh, nhảy lên mà vê tâm vào đầu nó, cực kỳ đơn giản phải không nào? Thằng bé lên bảng đếm số luôn, không kịp ngáp luôn anh em ơi. Rồi nha, xong luôn 7 kill rồi. Ây, còn lại 3 thằng xem như nào kiếm được khoảng 10 kill top 1 anh em nhỉ. Ơ đậu xanh, thằng nào chạy xe phía dưới nó cao, chạy xa bay rồi sao á? Giờ này lại chẳng thấy nó đâu anh em ơi. Thằng bé này cũng nhận là chạy nhanh thật. À, thêm cọng keo nữa nè. Rồi nha, có 5 cọng keo, bây giờ là đỡ xoắn quẩy rồi anh em ơi. Đứa nào phía dưới thế kia? Cơ bản là kẹo không có súng bắn xa nên là hơi bị khoai anh em ơi. Nó ngay sau phía trụ điện, mình cầm MP thì bắn thế nào mà ra được phía đó hả? Thế nên là thôi anh em ơi, tìm đường khác chạy vào bo cho nó lành. Đây, chắc là mình sẽ lượn lờ lên phía trên, sau đó là mình sẽ trái lượm được ngay quả mũ ba. Về phim phải không nào anh em ơi? Về qua nhỉ, đây đây, lượn lờ qua đây thôi anh em. Tầm này là còn lại có 3 đứa thôi. Cơ bản là xem là lượm xác nốt thì cũng chỉ có thêm đạn đủ liên thôi. Túi máu thì mình có 12 túi máu, mình cũng chả cần thêm gì nữa. Đây, chạy lên phía này. Và nếu như là từ phía này anh em chạy vào bo thì rất là an toàn anh em ơi. Đấy, hiện tại mình có thấy ở đâu anh em ơi, nên là cứ vô tư đi anh em ơi, thoải con gà mái luôn đi. Rồi nha, ôi vãi trưởng. Vãi trưởng, phía trước mặt có người luôn anh em ơi. Nó đã thấy mình rồi cơ. Ui, dã man. Đâu rồi, đâu rồi. Ui, thôi chịu rồi, kiểu này chịu rồi. Bị móc lốp anh em ơi, cày vãi. Giờ thì bye bye anh em và chúc anh em cuối tuần vui vẻ nha.